Mọi sự đều hư không, dẫu được cả thế giới có ích chi. Rồi một ngày nhắm mắt chẳng còn gì. Hãy tin thương, biết rằng muôn muôn loài bởi ngày mà có trong đó. Dạ thưa các quý mục sư, ngày hôm nay khi tôi nghe ở trên dải Gaza và dân Israel ngày hôm nay biết bao nhiêu người than khóc về con cái của mình, than khóc về nhà cửa của cái vật chất của mình, than khóc quê hương của mình bị tàn phá như vậy, và sự kêu la của họ, họ giơ tay hướng về trời như vậy, tôi nghĩ rằng họ có thể nói là Chúa ơi, và như Việt Nam chúng ta cũng nói là trời ơi, và nói đến kêu cầu dành Chúa như vậy. Và sáng hôm nay tôi cũng, Chúa nhắc đến Sodom Gomorrah cũng vậy. Tiếng kêu oan của Sodom Gomorrah nghe thấu đến nơi Ngài đang ngự ở trên trời, và Ngài sai thiên sứ của Ngài xuống coi lời ơi có chắc chắn không. Và khi Ngài đến, quả thật lời kêu oan của dân thành ấy đã thấu đến cha ta trên trời rồi, và Ngài nói Ngài sẽ hủy diệt thành này. Và sau khi thiên sứ thấy quả thật như vậy, Thiên sứ kéo Lot như thế nào, xin Chúa cũng kéo chúng ta ra khỏi thế gian này cũng vậy. Và sáng hôm nay thưa quý mục sư, trong thầy Noe cũng giống như vậy. Noe cũng rao giảng tin lành, Chúa sắp tái lâm rồi, Chúa sắp phải hủy diệt đất này rồi vì sự gian ác của thành này. Nhưng mà họ không nghe đâu, đến khi mà đóng tàu xong rồi, gió, nước, lũ đến rồi mới gõ cửa tàu của ông Noe. Ông Noe nói là ôi tàu này thì tôi không mở được, Chúa đóng rồi tôi không mở được, vì tôi đã nói với anh em rồi, anh em không nghe. Và lúc ấy chỉ đấm ngực khóc lóc và nghĩ như này. Và sáng hôm nay tôi cũng muốn dùng lời Chúa trong Roma. Xin mời các quý mục sư cùng tôi mở sách Roma 13 câu 11 đến câu 14. Rồi tôi xin phép được đọc. Và xin mời các quý mục sư cùng nhau xem phần đoạn kinh thánh này nói gì khi ông Phaolô ông gửi thư này cho
Roma. Câu 11, câu 14 chép như vậy: Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những công việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và sự say sưa buông tuồng và bậy bạ rệ rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Và bản hiệu đính chép rất là rõ ràng hơn: Hãy làm như vậy vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào, đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, chúng ta hãy lột bỏ những công việc của bóng tối và mặc áo giáp sáng láng. Hãy sống cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén hay và say sưa trụy lạc và phóng đãng, gây gỗ và ghen tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jesus Christ Cơ Đốc. Đừng tìm cách làm thỏa mãn dục vọng của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, hai điều quan trọng nhắc chúng ta hội thánh phải làm gì trong thời kỳ này. Và ông Phaolô khuyên thứ nhất là hãy tỉnh thức và sống trong sạch. Phải hành động như người sống giữa ban ngày. Trong hai câu Kinh Thánh rất là quan trọng này, đầu trước tiên ông Phaolô nói trong câu 11 phần A: Hãy tỉnh thức và sống trong sạch. Và tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta phải tỉnh thức, tại sao chúng ta phải sống trong sạch? Và câu Kinh Thánh nói là hơn nữa, đã đến lúc anh em phải thức tỉnh rồi, vì ngày hoàn thành của sự cứu rỗi gần lúc chúng ta hơn lúc mà chúng ta tin. Và câu chuyện thật trong Kinh Thánh mà tôi đã làm chứng mở đầu sáng hôm nay ấy là Noe, thầy Noe như thế nào, thầy Lot như thế nào, thế giới trên trần gian này sẽ xảy ra giống như vậy. Vì tiếng kêu oan của thế gian này là quá nhiều ngày hôm nay, tội ác quá chừng, không thể thới và nghe những điều ghê tởm như vậy đó, thưa hội thánh. Cho nên ông Phaolô ông mở đầu bằng những lời nhắc nhở các tín hữu hiện đang sống không còn thuộc về đầy này nữa, trong Roma 12 câu 2, nghĩa là đừng rập khuôn theo đầy này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới của tâm trí mình, để anh em có thể phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Đó là ý muốn tốt lành, vui lòng và hoàn hảo. Trong sách Khải Huyền, trong chương 2, chương 3 của sách Khải Huyền, nói về thời kỳ sao rốt này, nhắc hội thánh Chúa trong thời kỳ sao rốt này, đừng sống thỏa hiệp với thế gian, đừng sống pha trộn với thế gian. Và sự pha trộn và sự thỏa hiệp ngày hôm nay trong sách Khải Huyền chép đã ứng nghiệm. Nếu mà hội thánh đã ứng nghiệm như vậy, hội thánh đã nghe mỗi Chủ nhật, và mỗi người một trong chúng ta đã là người những người ngồi để nghe lời của Chúa trong phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe nhiều lần rồi đó. Bây giờ chúng ta phải gì? Và ông Phaolô hỏi là người tín hữu phải hiểu thời và kỳ đương lúc chúng ta đây. Chúng ta phải hiểu, người tín hữu phải hiểu thời và kỳ đương lúc chúng ta đây là thời kỳ mà chúng ta trông đợi ngày gần đến của tương lai. Tương lai chúng ta đó là ngày Chúa Giêsu Christ đem đến sự cứu rỗi cuối cùng cho chúng ta. Trong hội thánh Chúa, khi mà tôi chia sẻ, tôi nghĩ tôi nói rằng với hội thánh Chúa là lời nó này nhiều lần quá, nó quen tai đi.
Và chúng ta xem thường lời đó, ô ngày vẫn còn ngày, tháng vẫn còn tháng, năm vẫn còn năm như vậy. Biết chừng nào Chúa đến. Nhưng mà dấu hiệu của Chúa đã rất gần rồi, Chúa đang đứng ở trước cửa. Chúng ta phải lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Ông Phaolô ông nói như vậy. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa Jesus Christ chúng ta. Mỗi lần quý vị có coi cái sự kiện thế giới trong mạng xã hội không? Tôi có coi, nhưng mà ngày hôm nay dữ dội lắm. Toàn sự gian ác của con người của chúng ta. Ôi, cứ lo súng ống, không đầu tư giúp người nghèo, đang đói kém, nghèo thiếu, mà gia tăng làm được tiền thuế mà từ hội chúng đưa lên trên mỗi một đất nước như vậy. Không giúp được họ mà là chuyên làm những điều súng ống, tên lửa để hủy diệt nhau. Và sự hủy diệt tôi thấy dân Israel mà phá nhà của những chỗ mà Hamas đang núp á, mà Hamas núp này là ông người này rất là khôn. Họ dùng chỗ bệnh viện, họ dùng chỗ trường học, họ dùng những nơi công cộng như vậy đó để thế giới này không ngờ, không nên đổ bơm xuống tại đó. Nhưng mà Chúa cũng cho sự khôn ngoan cho người Do Thái. Họ nghe hết, nói chuyện ở trong hầm dưới bệnh viện ở Gaza đó, họ nghe hết. Và Chúa cho họ rất là khôn ngoan, và bơm đạn họ làm cũng khôn ngoan như vậy đó. Cho nên những tín hữu, chúng ta phải làm gì khi chúng ta thấy sự kiện thế giới như vậy? Và chiến tranh này không phải một hai ngày, một năm hai năm hết đâu, nó sẽ đến cho đến ngày Chúa tay lầm luôn, cho đến khi mà dân Israel chiến tranh nó đến khi mà dân ngoại chúng ta được trọn vẹn đó. Tôi nhớ câu này là ông Bernard de Cú, ông nói là dân ngoại trọn vẹn là trọn vẹn cái gì. Rồi ông mới tự trả lời trong bài giảng dạy của ông. Dân ngoại trọn vẹn không phải trọn vẹn sự thánh khiết, trọn vẹn sự cứu rỗi, mà trọn vẹn như Sodom Gomorrah. Sự gian ác đầy đủ cho dân ngoại rồi đó. Rồi dân Israel mới có sự cứu rỗi đến với dân Do Thái này. Chúng ta phải lấy lòng sợ sệt run rẩy thưa hội thánh Chúa. Và mỗi sáng tôi thấy trong chương trình chung của chúng ta được mục sư đăng lên những lời của quý vị và tôi chia sẻ mỗi buổi sáng, không phải chúng ta nghe thôi mà là cả hội chúng trên thế giới nữa họ cũng nghe. Và sáng hôm nay Chúa nhắc nhở để sống tôi khi mà nhìn thấy sự kiện này là Chúa chúng ta rất gần rồi, Ngài đương trước cửa. Bây giờ tín hữu và hội thánh Chúa chung toàn cầu của chúng ta phải hành động như người sống giữa ban ngày. Chúng ta phải hành động như người sống giữa ban ngày. Câu 12 phần B và câu 13 nghĩa là hãy sống cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, không phải ban đêm. Vì ban đêm, và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đi ban đêm trong bóng tối như vậy. Và ban ngày, ông Phaolô nói ban ngày ở đây là rất là sáng, từ xa 100 cây là chúng ta nhận ra những điều nguy hiểm trước mặt chúng ta rồi. Chúng ta đi ban ngày để tránh những cái sự tối tăm, sự tai họa chúng ta phải tránh. Ông Phaolô ông gửi cho hội thánh Tê-sô-lô-ca: anh em là con của sứ sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về mờ tối. Chúng ta là con của sứ sáng. Và nếu chúng ta là con của sứ sáng,
chúng ta hãy tránh những hành động thuộc về mờ tội, là việc trái ngược với lời của Đức Chúa Trời trong câu 12, câu 13. Và ông Phaolô ông nói là giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Giờ này là giờ chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức chờ đợi, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Nghĩa là ngày hoàn thành của sự cứu rỗi gần đến rồi, hơn gần hơn lúc chúng ta mới tin. Chúng ta tin tin Chúa thì quý vị tin năm nào? Tôi thì cảm ơn Chúa, trong từ nhỏ là tôi đã tin đạo Công giáo trước rồi, mà khi tôi quay trở lại với Tin Lành Thánh Ca ngày Giáng sinh là tôi đều thuộc hết giọng hát ngày Giáng sinh, anh em ngợi khen Chúa, thì tôi cũng nhìn trong Thánh Ca tôi giọng là tôi đã nhớ sẵn rồi trong trí. Và ở đây ông Phaolô nói là đêm đã khuya, ngày gần đến. Đêm ở đây nói về thời kỳ xấu xa, danh ác hiện tại trong thế gian này, là thời kỳ rất là khó khăn mà quý vị và tôi đang chứng kiến. Rất là khó khăn, cái gì cũng khó. Và hôm nay là hồi năm ngoái tại khu vực chúng tôi đó, quý vị biết sao, khu vực chúng tôi làm cổ năng rất là được. Bán sắt cũng được, cái gì cũng được. Nhưng mà lại năm nay ai cũng bỏ làm lúa rồi, ai cũng cấy củ năng rồi làm để được giá hơn cả hạt lúa của mình. Nhưng mà cuối cùng năm nay họ lấy một ngày một bao. Khi nói với người mua đó, tại sao là mua bán chúng ta ngày hôm nay là khác? Họ nói là tại vì người ta ăn bao nhiêu tôi thì tôi thu với anh em như vậy thôi. Thời kỳ này là thời kỳ rất là khó khăn. Ông Phaolô, thư của ông Phaolô gửi cho Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 1 như vậy. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Còn ngày á là gì? Ngày này, ngày ở đây chỉ về ngày Chúa sắp tái lâm. Ngày gần đến ở đây chỉ về Chúa sắp tái lâm. Điều đó chắc chắn, không tránh khỏi. Có sáng thế kế phải có tận phải có tận thế. Và ông quên hãy lột bỏ những việc tối tăm, tức là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta, trong Côlôse chương 2 câu 11 chắc như vậy. Ông Phaolô ông khuyên chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm. Việc tối tăm này là việc việc xấu xa của đời này, xác thịt của chúng ta. Hãy bước đi cách hẳn hòi như giữa ban ngày, chớ nộp mình sự quá đầu và say sưa buông đùa và bởi bà rê ra và ghen ghét. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phí lòng dục nó. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu là điều này. Ông Phaolô ông nói hãy mặc lấy Chúa Giêsu là mặc như thế nào? Chúa làm sao mặc được, phải không? Nếu mà nghĩ như chúng ta nghĩ. Trong câu 14 nói lên là chúng ta phải mặc lấy Chúa Giêsu Christ theo cách của Ngài, có nghĩa là theo cách của Ngài và vì Ngài, thậm chí chúng ta cũng phải suy nghĩ giống như Ngài. Chúa muốn chúng ta mặc Chúa Giêsu, lời của Chúa đầy dễ trong quý vị và tôi. Cho nên ông nói là vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tình dục xấu xa bị luật pháp suy khiến hành động trong trí thể chúng ta, và kết quả là sự chết nếu chúng ta không mặc lấy Chúa Giêsu. Và xác thịt chúng ta sẽ lớn lên trong chúng ta không làm được điều gì. Thưa Hội Thánh, sáng hôm nay tôi có lời Chúa rất ít ỏi như vậy. Bây giờ thưa Hội Thánh, đã đến giờ phải thức tỉnh rồi, chúng ta phải làm gì để những biết thời và kỳ chúng ta sống đây
Nếu chúng ta là những người cầm binh khí của Đức Chúa Trời, chúng ta luôn luôn rao truyền lời của Chúa. Nếu kẻ thù đến ngoài thành rồi, chúng ta phải thổi kèn để cho dân, để cho hội chúng nghe tiếng kèn của quý vị và tôi, họ vô thành ở núp. Và nếu chúng ta thời thời kỳ như vậy rồi, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải là người cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện luôn luôn, không phải cầu nguyện ít. Mà tôi cũng coi trong message của quý mục sư gửi đó, nếu chúng ta là những người mục sư trong một giáo hạt, trong một hội thánh, chúng ta phải vâng lời người lãnh đạo của mình, vì Chúa ban khải tượng cho người lãnh đạo chúng ta. Chúa luôn luôn ban lời tiên tri cho đấng tiên tri để rao bảo dân hội chúng của Chúa để tránh khỏi sự chết. Và Ngài luôn luôn dùng những người che phủ thuộc linh chúng ta, nhắc nhở chúng ta trong ngày sa rốt. Và tại sao chúng ta lại mỗi buổi sáng chúng ta để giờ đầu để tỉnh thức, ấy là để cảnh báo hội thánh của Chúa trong ngày sa rốt cần chúng ta phải làm gì giờ cao điểm này. Và như mục sư Đức nói là giờ này chúng ta không chạy từ từ nữa, mà là thì giờ cấp bách. Thì giờ cấp bách là thế nào? Cấp bách là chúng ta phải nhanh chóng, nhanh nhẹn tay chân. Cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay tôi có lời của Chúa trong phần đoạn kinh thánh này chia sẻ cùng anh em, cùng nhau chia sẻ với nhau, nhận ra có thật, quả thật như vậy không? Nếu quả thật như vậy, chúng ta cùng nhau đem tình yêu thương với nhau, hòa hiệp với nhau, hầu việc Chúa chung, hầu việc Chúa chung, chánh bày chiên của Ngài chung, để đến lúc Chúa Giêsu hiện ra, chúng ta và bầy chiên của chúng ta cùng đến với Ngài. Và thì giờ này là thì giờ tôi xin giao lại lời chia sẻ cho người hướng dẫn chương trình sáng hôm nay, và xin Chúa ban phước cho quý vị mục sư. Dạ. Dạ, xin cảm ơn mục sư Gia Hi cho chúng ta phân đoạn trong Roma đoạn 13, câu số 11 đến câu số 14. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lời áo giáp sáng láng, để muốn chúng ta bước đi cách hẳn họ như giữa ban ngày. Và Ngài cũng muốn chúng ta cũng mặc lưới Chúa Giêsu Christ, của Chúa của chúng ta. Và qua phân đoạn này, quý vị, các quý mục sư, chúng ta sẽ dành ít phút và chia sẻ những gì chúng ta nhận qua phân đoạn mà chúng ta lắng nghe trong buổi sáng hôm nay. Và đây là thời giờ chúng ta sẽ tiếp tục thông cộng thêm trong lời của Chúa. À, cảm ơn mục sư Gia Hiền cho chúng ta một phần đoạn kinh thánh để nhắc nhở chúng ta trong những ngày quy rốt. Và chúng ta nhận thấy rằng phần đoạn kinh thánh nó liên đới với rất là nhiều cái phần ở trên. Và đó là lý do mà cái phần ở trong câu 11 á, phần A đó, hãy ăn ở như vậy. Ăn ở như vậy có nghĩa là mình sẽ liên đới cái phần ở trên. Ở trong cái bản ở trong bản gốc và từ Hy Lạp thì ghi là hãy làm điều ấy. Ở trong bản Anh ngữ là and do this because we know the times. And ở trong bản tiếng Anh thì lại có thêm một chữ and, có nghĩa là nó có một sự liên đới ở phần trên. Và liên đới đó là gì? Liên đới đó là cái phần mà đầu tiên, đó là Chúa khuyên chúng ta, đó là dâng thân thể mình làm của lễ sống hòa thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những vị ở trong khởi đầu ở trong đoạn 12 của 1 đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng đó là một trong những cái điều mà chúng ta đã là những người tận hiến để dâng đời sống cho Chúa. Và một của lễ đăng ký dâng lên thì cho dù nó là 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm thì không được đem xuống. Thành ra là của lễ toàn thiêu là như vậy, nó không có là bán thiêu mà là toàn thiêu. Và khích lệ chúng ta giữ trung tín như là một của lễ. Và đối với các bạn sinh viên đang khi ở trên trường Kinh Thánh cũng vậy, các bạn đã dâng đời sống, và đó là cách đầu tiên để chúng ta đáp ứng với lời của Chúa. Đó là lý do tại sao mà liên đới trong câu chú nhì đó, đừng làm theo đời này
đoạn 12 câu 1 câu 2: Vậy hỡi anh em hãy lấy sự thương xót Đức Chúa Trời để khuyên anh em dâng tế mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Và xuyên suốt ở trong đoạn 12, 13 nhấn mạnh về cái tình yêu thương, nhấn mạnh về cái sự hiệp nhất, nhấn mạnh về cái những cái điều mà chúng ta làm trọn ở trong ân điển của Chúa. Và một trong những cái điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta một cách trọn vẹn nhất ở trong tình yêu thương, đó là gì? Đó là Chúa nói với chúng ta rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ dạng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, hay là tình yêu của Chúa được rải khắp đất để làm chứng về Jesus Christ, làm chứng về sự cứu của Chúa, vì sự cứu chúng ta gần hơn cho chúng ta mới tin. Và nhấn mạnh sự cứu cũng là một trong những sách điểm mạnh của Roma, Roma ở trong đoạn 5 câu 9 trở đi đó. Huống chi chúng ta nhờ huyết của Ngài xưng công bình, thì nhờ một mình Ngài cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Chúng ta đã được cứu khỏi cơn thạnh nộ qua huyết Jesus Christ, và chúng ta ao ước rằng bởi tình yêu mà Chúa rải chúng ta cũng đem thế giới ra khỏi sự thạnh nộ ở trong ngày cuối rồi. Vì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 Kinh Thánh ghi rằng đang khi chúng ta làm chứng như vậy thì sự cuối cùng sẽ đến, và ao ước rằng chúng ta sẽ trả xong nợ yêu thương đối với cộng đồng mà chúng ta đang sống, đối với đồng bào Việt Nam thân thương chúng ta, qua việc công bố tình yêu phúc âm của Chúa. Làm điều đó đó là gì? Chúng ta phải lột ra khỏi mình tất cả những cái con người cũ, tất cả những xác thịt mới mặc lấy, không ai mà chưa lột mà mặc được, phải không ạ? Phải lột ra, một đi làm về dơ lột áo cũ ra mặc đồ mới vô, và đời sống chúng ta chuẩn bị như vậy. Và chúng ta ước rằng chúng ta sẽ làm công việc Chúa dư dật luôn, mạnh mẽ hơn ở trong điểm của Chúa. Như ở trong câu tôi nhất đoạn 15 câu 58 á, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, hãy tận hiến cách dư dật luôn, hãy trung tín cách dư dật luôn. Phải biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô đâu. Chúa ban phước để chúng ta thật bước đi ở trong những ngày cuối rốt, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Jesus Christ, mặc lấy Chúa Jesus Christ, mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu trên đời sống của mình, để rao giảng tình yêu cho đồng bào Việt Nam thân thương chúng ta trước khi Jesus Christ ngày trở lại. Chúa ban phước quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn một sự Lê Minh Đức tiếp tục nhắc nhở chúng ta hãy giữ trung tín đăng ký chúng ta lắng nghe những gì Chúa phán với một mục chúng ta. Cái câu số 14 Ngài muốn chúng ta hãy để Chúa cứu thế Giêsu bao bọc chúng ta như là cái áo giáp để đời sống chúng ta được trang bị ở trong Chúa. Và cảm ơn Chúa mỗi buổi sáng chúng ta được lắng nghe lời của Chúa qua tôi tớ khác nhau, và được để đời sống chúng ta tiếp tục khích lệ ở trong Chúa nhiều hơn nữa. Và câu Kinh Thánh cũng nhắc nhở đêm ngày, đêm nói đến một cái thế giới tối tăm, nó sắp chấm dứt, và ngày nói về thời kỳ phước hạnh sẽ đến trên tất cả những ai ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa để sống với một chúng ta luôn luôn tỉnh táo, tỉnh thức và bước đi như giữa ban ngày. Và cảm ơn Chúa thì giờ này chúng ta sẽ dành ít phút qua việc cầu nguyện và ngài chúc phước cho cả ngày hôm nay. Trong cơn mê thế giới đầy tội ô, xoay vần trong năm tháng, mọi sự đều hư không. Dẫu được cả thế giới có ích chi,